Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời quý bà con xem dòng máy nghiền đa năng, cải tiến mới nhất hiện nay, sử dụng điện một pha 220V, máy nghiền Takio TK10. Máy nghiền 10 buồng Takio TK10, chuyên dùng nghiền thức ăn thô từ ngô hạt, đậu đỗ, khoai sắn, đầu cá, tôm khô, cua, ốc, thành dạng bột thức ăn chăn nuôi, từ đó hỗ trợ quá trình phối trộn, thức ăn dễ dàng và dễ tiêu hóa hơn dành cho đa dạng gia súc, gia cầm. Chúng tôi đang nghiền hạt bắp thành dạng cám để làm thức ăn chăn nuôi. Lợi ích khi sử dụng máy nghiền buồng thẳng Takio TK10. Máy thiết kế nhỏ gọn, khung máy vững chắc, kiểu dạng buông thẳng tiện lợi, đẩy nhanh, năng suất nghiền 80-100kg mỗi giờ. Phục vụ nghiền đa dạng nguyên liệu khô, tạo thành phẩm bột khác nhau, cung ứng cho đa dạng vật nuôi, từ nhỏ tới lớn. Phù hợp với các hộ gia đình, chăn nuôi nhỏ lẻ. Các nông hộ chăn nuôi sử dụng điện 220V, động cơ 3kW kép gỏi đồng 100%. Với trợ thủ đắc lực, bà con sẽ không còn phải đau đầu về việc chế biến thức ăn chăn nuôi, chủ động được thời gian, cùng tiết kiệm chi phí. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.